Dạ vâng, chào mừng các bác đến với kênh hàng của em nhé. Em mới ô tô chuyên của cũ toàn quốc. Thứ nhất trong ngày hôm nay, em lại tiếp tục lên sóng cho các bác xem và tham khảo thêm một cái mẫu xe nữa nhé. Một cái mẫu xe đẹp xuất sắc luôn đó nhá. Đó, nói chung là bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nó thực sự đẹp đó nhá, thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào đó nhá. Đây là cái chất lượng bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Sau đây em sẽ quay tổng thành chi tiết cái mẫu xe này cho các bác xem nhá. Xe đã đẹp rồi nhá, xe đã đẹp rồi. Lại được phủ thêm một cái màu đỏ nhá, màu đỏ nhìn nó khá là phong thủy luôn, coi nhá. Đây một mẫu xe các nhá, một mẫu xe bản đủ luôn. Xe rất là đẹp luôn. Con xe này biển Hà Nội nhá, nên là tất cả các bác nào ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội là mua con xe này là đỡ được 20 triệu tiền biển nhá. Còn tất cả các bác nào ở tỉnh mua con xe nào cũng được và biển số nào cũng được coi nhá. Đó là em tư vấn luôn cho các bác được hiểu nhá. Thì trước mắt các bác là mẫu xe Mercedes các nhá, Mercedes C180. Đời 2005 các nhá. Đời 2005 và đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2006, số tự động nhá. Động cơ 1.8 được đánh giá là một trong những cái dòng mẹc có nhá, tiết kiệm nhiên liệu và lành nhất trong các loại mẹc luôn. Cái dòng này thì lành nhất trong các loại mẹc luôn nhá và tiết kiệm nhiên liệu nhất luôn. Đó, em cũng tư vấn rất là nhiều rồi, cái dòng này bên em làm rất là nhiều luôn. Mẹc thì có rất là nhiều loại mẹc nhá, nhiều mẹc thì động cơ hơn 2 chấm rồi thì mẹc 3 chấm rồi hơn 3 chấm nhá. Nhưng mà đây, mẫu xe này nó rất là hay. Động cơ 1.8 thôi nhá. Tất cả đây, phần đèn đây, nguyên bản hết này coi nhá. Đó, từ phần logo này, chữ này, nguyên bản hết này, coi nhìn này. Đó, khá là đẹp luôn. Đó. Đó, dòng này động cơ 1.8 nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Mà lại cực kỳ lành xe luôn, lành nhất trong các loại mẹc luôn coi nhá. Một mẫu xe còn khá là mới và đẹp luôn coi nhá. Mà đặc biệt hơn nữa coi nhá, đây là một mẫu xe mẹc bản Sport các nhá, bản Sport luôn. Đó, mẫu xe này trên thị trường rất là hiếm luôn các nhá. Đó. Cực kỳ hiếm luôn các nhá. Thì nhiều loại mẹc là bản thường các nhá, có cũng là C180 nhưng mà bản thường form cũ, đây là bản Sport form mới các nhá, đời 2005 và đăng ký năm 2006. Tất cả đây các bác xem đây. Từ phần la răng đúc đây, còn khá đẹp này. Và được trang bị la răng đúc nhìn khá là hầm hố nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác đúng không ạ? Đó. Một mẫu xe được bên em đánh giá là cực kỳ đẹp luôn. Mà giá cũng khá là hợp lý cho các bác thôi các bác nhá. Sau đây em mời các bác của em đi vào phần nội thất các nhá. Nội thất đây ạ, nội thất là nội thất zin nguyên bản luôn các nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn đây ạ. Từng chi tiết một đây, nó còn rất là mới nguyên bản hết này. Tất cả những phần táp ly này là da zin nguyên bản luôn coi nhá. Đó, từ phần mở khóa đây. Con nhìn này mới leng keng luôn coi nhá. Đó, cực kỳ mới luôn tất cả phần nhựa đây. Ghế da zin nguyên bản luôn, mà loại da này là da xịn luôn nhá, không phải là da rẻ tiền đâu ạ các bác ạ. Đây là ngồi nó rất là bền và rất là lâu hỏng. Và cái lưỡi đây. Nhiều mẫu xe đời này thì đã thay ghế rồi, đổi ghế loại da rồi, nhưng mà đây ạ, ghế da của cái dòng này đây, xe này đây là zin nguyên bản của nhà máy các bác nhá, zin nguyên bản của nhà máy luôn. Và tất cả các bác xem từ phần lót sàn đây ạ, từ phần lót sàn đây, từ phần thảm lót sàn kia còn khá là sạch nhá, và đã độ lên cả sàn 5D rồi các bác nhá. Đó, khá là đẹp luôn, nhìn rất là sạch sẽ. Đằng sau đây túi để đồ đầy đủ hết này các bác này. Các bác nhìn ạ. Em quay như này khá là chi tiết cho các bác nhá. Em sẽ quay rất là chi tiết cho các bác hãy cố gắng xem hết cái video này các bác nhá. Phần keo chỉ đây các nhá, keo chỉ là zin cả xe luôn ạ. Keo chỉ zin cả xe, không mất phần keo chỉ nào. Máy lổ cực êm luôn. Các bác xem bộ da lăng đúc nhìn rất là hay đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ về bên kia, em quay phần nội thất cho các bác được sáng sủa hơn các nhá. Đây ạ. Bên kia nó hơi bị lóa đúng không ạ? Đây, các bác nhìn đây ạ. Nội thất quá đẹp luôn các bác nhá. Đây em sẽ mở cái cánh cửa lên các bác nhá để em cho được sáng hơn. Đây ạ.
Bác chờ đấy, cánh cửa đang lên rồi. Em chờ cánh cửa ấy, cái cửa lên cho nó sáng, bắt đầu em sẽ quay phần nội thất cho bác xem được chi tiết hơn cô nhá. Và cái nữa nhá, dòng này được trang bị đây, hai vùng điều hòa đây, vùng đằng sau cũng một vùng điều hòa này, trên vùng điều hòa các bác nhá. Đó, hai vùng điều hòa luôn, nên là người ngồi hàng ghế thứ hai này rất nhanh được mát cô nhá. Nó rất nhanh được mát luôn. Xe được trang bị khá là nhiều chức năng an toàn cô nhá, rất là nhiều chức năng an toàn luôn. Keo chỉ cánh bên này đây cô nhá, keo chỉ cánh bên này đây. Có zin nguyên bản luôn cô nhá. Có zin nguyên bản luôn. Xe nói chung là cực kỳ đẹp luôn các bác xem đấy ạ. Xe được trang bị túi khí vòng quanh xe nhá, dòng này rất là nhiều túi khí luôn. Túi khí được trang bị vòng quanh xe luôn. Phanh ABS 4 bánh, gương kính chỉnh điện, gương gập điện các bác nhá. Điều hòa tự động, chốt cửa tự động các bác nhá. Hai ghế trước nhá, hai ghế trước là chỉnh điện đa hướng luôn nhá, hai ghế trước là chỉnh điện đa hướng luôn. Đó. Rất là xịn xò luôn nhá. Cái dòng này rất là hiện đại rồi đấy, các nhìn này, túi khí đây, quanh xe luôn. Từ phần chốt cửa đây các nhìn này, mạn lốc đây, nhìn nó rất là mới này. Tất cả những phần này đây. Đó, mới đều như nhau hết các nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác xem đây ạ. Từng phần bước lên xuống đây, từ phần nhãn hiệu đây, Mercedes đây, còn nguyên bản thế này cơ mà, các bác nhìn này ạ. Đúng không ạ? Đó, nhiều mẫu xe là bắt đầu bước lên đây thôi nhá, là những cái chỗ này nó xước rất là nhiều, nó rất là xấu, nhưng mà đây ạ, mẫu xe này nguyên bản zin đét luôn. Đó, chưa sơn lại đâu nhá, chưa sơn lại đâu, nguyên bản luôn. Đó, các bác xem từ phần nhãn hiệu này, từ phần lót sàn đây còn mới leng keng luôn này, các bác nhìn này. Đó, rất là mới luôn. Các bác xem đây, từ phần tem mác thể thao đây. Đó, nguyên bản hết coi nhá, đó, nguyên bản hết này. Đó, Isicoc luôn, xe cực kỳ mới luôn và đẹp luôn coi nhá. Dòng này nó thực sự các bác là quá nhiều chức năng an toàn luôn nhá, ga tự động luôn. Đó, rất là nhiều chức năng an toàn luôn. Nếu mà để mà kể vào cái mẫu xe này các bác nhá, mà nhiều chức năng an toàn thì nó thực sự các bác là rất là nhiều luôn. Các bác xem này, đầu CD 6 đĩa nguyên bản này. Tất cả những phần này chi tiết đây các bác nhá, còn rất là mới này. Điều hòa auto rồi các bác nhá. Đó, đây là form mới mà các bác nhá. Quá đẹp luôn, từ phần táp lô đây ạ, các bác nhìn đây. Rất là mới luôn nhá, đây là zin đét luôn này, các bác nhìn đây ạ. Đó, zin đét luôn này, các bác nhìn đây. Đây là zin này, các bác nhá, zin này. Nguyên bản luôn. Từng những cái phần này đây, những chi tiết này đây, các bác nhìn những phần vân này, nó còn zin này, nó còn nguyên này. Đó, nguyên hết này. Các bác nhìn đây ạ. Đó. Đây, chỗ này đây, chủ xe trước đây là họ dán một cái trò đồ chơi đây các bác nhá. Đó, nên là các bác mua về các bác có thể dán ở đây. Đó, ok luôn. Tất cả đây ạ. Loa này, dòng này được trang bị loa vòng quanh xe luôn, mà loa là âm thanh là cực kỳ hay luôn các nhá. Âm thanh là cái dòng này âm thanh hay lắm. Đó, đã độ lên cả cảm biến lùi rồi các nhá. Âm thanh vũ trường luôn. Điều hòa tự động luôn, chốt cửa tự động luôn. Đó, một trong những cái dòng xe các nhá. Khá là đẹp luôn. Rất là lành xe luôn các nhá. Dòng này bên em làm rất là nhiều rồi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu mà rất là lành xe. Các bác xem đây. Tất cả đây. Từ phần cốp ở đồ này, các bác nhìn đây, cốp ở đồ đây ạ. Lỉ liếc là rất là đẹp này, các bác nhìn đây ạ. Có mới không ạ? Có, nhìn nó mới, mà nó mới, nó lỉ đây là lỉ sang nhá, nhìn rất là sang trọng luôn đúng không ạ? Và cái lưỡi đây, các bác nhìn đây ạ. Chủ xe rất là yêu âm thanh luôn các bác nhá. Đầu CD 6 đĩa mà các bác nhá. Có thể chứa được 6 cái đĩa luôn. Các bác xem này, đóng vào phát này. Im đét luôn các nhá, im đét luôn. Đúng không ạ? Xe còn khá mới luôn, các bác nhìn đây. Từ phần da này, da xịn này, các bác nhìn đây. Lô đẹp lắm các bác ạ. Quá đẹp luôn. Các bác xem đây. Phần tì để tay đều nhá, tì để tay đây. Từng những chi tiết một đây, những phần này còn rất là mới này các bác nhá, rất là mới luôn. Một mẫu xe được bên em đánh giá là rất là đẹp luôn các bác nhá. Bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc các bác nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang các bác nhá. Đó, địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Do mùa dịch này các bác ngại đi xe xem xe nhá, các bác ngoài Bắc này ngại đi xem xe thì có thể là thêm tiền vận chuyển các nhá, bên em ship tận nơi cho các bác. Đó, còn tất cả các bác ở miền trong nhá, tất cả các bác ở miền trong đó, miền Nam, miền Trung, rồi thì miền Tây nhá, đó miền Nam, tất cả các bác miền Nam, miền ở trong đó thì là vận chuyển là thêm phí 5 triệu các bác nhá. Đây các bác xem, có cái mẫu xe nào nó còn trần, nó còn như thế này không bác, các bác thực sự các bác, trần nó mới, nó kiểu như là 2010 mấy luôn. Đó, em không ở đây quá đâu, nhưng mà các bác nhìn đây ạ.
từ phần trần đây, trần lý nguyên bản đây, nó mới này, thứ nhất nó mới này, và thứ hai nó sạch nữa, đúng không ạ? Đây em sẽ quay chi tiết cho các bác xem này. Các bác nhớ đây ạ, các bác nhìn đấy ạ, nó căng này, căng căng đét luôn. Đó, nó không bị, có nghĩa là không bị nhăn nheo hay thế nào cả. Các bác nhìn đây, nó đẹp thế này cơ mà, đúng không ạ? Họ trần nhiều mẫu xe 2000 mười mấy này, nó chỉ đẹp như này thôi. Nhưng mà đây con này 205 đây, đăng ký 206 đây, nó còn như thế này cơ mà các bác nhìn đấy ạ. Chức năng an toàn rất là hiện đại luôn nhá. Ngồi lên mẫu xe này đi nó đầm, nó chắc, nó êm luôn nhá. Cách âm rất là tốt các nhá. Một trong những cái mẫu xe khá nổi tiếng đến từ thương hiệu của Đức các nhá. Đó, cái dòng này thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Ai cũng biết rồi, Mercedes các nhá. Đây, đằng sau đây cũng mở bằng điện này các nhìn này. Ấn một nút thôi các nhá. Đó, là tự nó lên các nhá. Đó, các nhìn chưa? Đó, ấn một nút thôi, tự nó lên luôn. Mở bằng điện luôn nhá, chìa khóa đây. Chìa khóa rất đẹp luôn, đây chủ xe đây. Riêng đọc cái chìa khóa của ông còn có bọc như thế này kìa, các nhìn đây. Cẩn thận không ạ? Rất là cẩn thận luôn các nhá. Nói chung là những cái mẫu xe đó thực sự các bác là đẹp, phải đẹp thực sự bên em nhập vào nhá, xe không được lỗi. Đó. Tất cả đây các bác nhìn đây. Em quay như thế này đúng không ạ? Nhìn nó khá là chi tiết rồi. Các bác xem đây, phần khoang để đồ đằng sau đây. Nó còn mới như thế này cơ mà. Các bác nhìn đi ạ, có đúng không ạ? Nó còn mới, nó sạch luôn các bác nhá. Đó, lỉ là lỉ zin, lỉ xịn của nhà máy luôn. Nó sạch như này cơ mà. Nó đẹp không ạ? Có đẹp không ạ? Tất cả đây các bác nhá, zin đét là đẹp luôn. Các bác nhá. Đó, nói chung là cái mẫu xe này thì chả chê vào đâu được. Tất cả đây các bác xem bên dưới đây. Đó. Bên dưới thì các bác nhìn đây, tất cả những phần nhựa này, các bác nhìn này, nhựa là nhựa zin của xe của nhà máy từ đầu này. Nhựa zin luôn. Đó, cái dòng này đây, nhựa đây. Nhiều mẫu xe những cái nhựa này là không còn đâu các bác nhá. Đó, phần lốp đây, lốp xà phòng đầy đủ này, phần kích để đồ còn mới leng keng luôn này các bác nhá. Đó, phải nói là một cái mẫu xe nó thực sự các bác là quá đẹp luôn rồi nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 250 triệu thôi nhá. Đó, 250 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay mẫu xe này rồi các bác nhá. Đây các bác xem. Vậy các bác nào quan tâm có thể liên hệ trên số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhá. Tất cả đây các bác xem này. Những cái phần này là zin hết này, các bác nhìn này, tem mác này. Và đây, bậc lên xuống ở bên lái đây các bác nhá, bậc lên xuống ở bên lái đây. Thứ nhất là bên này là hai đi lên này, cũng còn zin đét luôn các bác nhìn đây. Từ phần nhãn hiệu đây. Các bác nhìn đây. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Tất cả những phần nhựa đây, nhựa zin hết nhá các bác nhá, đây là phần nước thôi các bác nhá. Các bác xem đây ạ. Quá đẹp luôn. Từng phần lót sàn đây các bác nhìn đây ạ. Đó, có cả nhãn hiệu Mercedes này. Nó rất là mới luôn đấy nhá. Từ phần chỉnh ghế điện này. Đó, phần nhựa này các bác nhìn đây. Nó mới lắm các bác ạ. Nó cực kỳ mới luôn ạ. Tất cả đây các bác xem. Những phần này em có cuộc điện thoại các bác nhá. Em phải nghe điện thoại. Và đây các bác xem này, tất cả những phần này đây. Nó còn mới này cơ mà, những cái chỗ này là hay động vào lắm này các bác nhá. Nó để chỉnh mà. Tất cả nói chung là xe cũng khá là đẹp luôn. Còn khá đẹp luôn, các bác xem âm thanh thì khỏi bàn rồi. Cực kỳ hay luôn nhá. Đấy, có hay luôn. Rồi, âm thanh rất là hay luôn nhá. Vậy nữa đây, em cho bác xem phần ghế điện này. Các bác xem ghế điện này lên xuống theo ý muốn của mình này. Ngả xuống này các nhá. Ngả xuống này. Đó, lên này. Rất là hay luôn nhá. Rất là hay luôn. Đây, phần ghế ngồi đây. Xuống thấp này. Các bác xem ạ. Lên cao này. Đó. Khá là hay luôn các nhá. Sau đây em sẽ cho bác xem cái phần khoang máy động cơ nhá. Giá em đưa ra cái mẫu xe này chỉ có 250 triệu thôi các nhá. 250 triệu thôi. Mở máu anh các bộ ấy. Đây bác xem. Đăng kiểm đây. Đăng kiểm còn khá dài này, đến tận tháng 3 2022 các nhá. Và cái nữa đây, các bác xem này, tất cả đây. Phần gương chiếu hậu này có cả một cái phần bên trên này để che nhá. Bên trên để che vào những cái sợ mưa hắt vào cái gương này ướt các nhá. Đó, nên là chủ xe rất là cẩn thận luôn. Từ phần gương chiếu hậu nhá. Đó, để lúc nào cái gương chiếu hậu này cũng được khô để nhìn cho rõ các nhá. Đó, rất là hay luôn đúng không ạ? Cũng nhãn hiệu luôn này các nhìn đây. Đó. Và đây, tất cả phần mắt đèn đây là bi salon hết rồi nhá, mắt đèn bi salon hết rồi. Rất là sáng luôn nhá, rất là sáng luôn. Đó. Và nữa đây, các bác xem phần khoang máy nhá, phần khoang máy đây. Thì các bác khỏi về bàn các bác nhá, khỏi về bàn luôn. Đó. Máy sáng trưng, các bác nhìn đây, tất cả những phần da máy này. Các bác nhìn đây nó còn sáng thế này cơ mà. Nó còn sáng không ạ? Nó quá sáng luôn. Hiếm nó con nào mà máy nó còn sáng này, thực sự các bác là
là quá hiếm luôn nhá, quá hiếm luôn. Có tất cả những phần này đây còn vàng óng luôn này. Có máy thì lổ rất là êm luôn đó nhá. Máy lổ khá êm luôn. Đó. Nói chung là một cái mẫu xe nó về cái chất lượng nhá. Về cái chất lượng thì các bác hoàn toàn yên tâm thôi nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, lổ êm du này, em hạ capo xuống này. Dạ vâng, đó tổng thành xe Mercedes các nhá. Một nữa mê ô tô thì Thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.